Khoa Kiểm soát Bệnh tật HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang cũng vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn và Hòa Liên tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 2.851 đại diện hộ gia đình. Ngoài lấy mẫu xét nghiệm tập trung cho hộ gia đình hai địa phương trên, cũng trong chiều ngày 18 tháng 7, Khoa Kiểm soát Bệnh tật và HIV/AIDS còn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm F2 có nguy cơ cao của 4 xã Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Ninh và Hòa Bắc. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 21 tháng 7, Hòa Vang sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đại diện hộ gia đình 9 xã còn lại với tổng số hộ lấy mẫu là 11.951.